Ok, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để trả lời tất cả những cái câu hỏi của các bạn mà mình chưa trả lời cá nhân nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lên đây, những ai mà xem được những cái câu trả lời của mình thì các bạn hãy cố gắng lưu ý nhé. Ok, bạn Đào Hoàng có hỏi là: anh ơi, cho em xin một công ty môi giới uy tín ở Việt Nam thì bạn có thể liên hệ với mình bằng số Zalo nhé. Cộng số 5 9 3 7 1 3 8 2 6. Đó, và một anh, chắc anh này là anh Việt Nguyễn này có hỏi là: bạn ơi, mình làm điện nước cả 10 năm rồi, có kinh nghiệm thì nhưng mà lại không biết tiếng thì có sang xin được không? Thì xin cũng trả lời anh luôn, đó là sang sang bên này tốt nhất là nên học tiếng nhé, học tiếng cho kỹ nhé. Chứ có kinh nghiệm mà sang bên này làm những cái công việc thiên về kỹ thuật, về tay nghề mà lại không biết tiếng thì làm sao mà anh có thể hiểu được người ta đang muốn anh làm gì? Trong công việc về thiên về kỹ thuật, chỉ cần anh hiểu sai ý một cái là có thể sai một ly là đi hàng dặm luôn ấy. Nên là tốt nhất là anh có nhu cầu muốn đi và lại có tay nghề tốt như vậy thì anh phải học thêm tiếng nhé, học tiếng cho chắc một chút, học tiếng liên quan đến cái ngành nghề mà anh muốn đi nhé. Ví dụ anh đang làm điện nước thì anh học những cái thứ tiếng liên quan đến điện nước nhé. Tốt nhất là học tiếng Anh, cái phần này thì học tiếng Anh nhé. Đó, và tiếp tục là bạn Dũng Lục Văn này: anh cho em hỏi là giờ vợ chồng em muốn đi sang Singapore, đi đơn nào tốt ạ? Đơn cho cặp vợ chồng thì lời khuyên của mình đó là anh hai bạn hãy cố gắng lựa chọn cho mình một cái đơn gọi là đi công ty nhé. Đi công ty ví dụ lắp ráp sản xuất hoặc là điện tử các thứ hoặc là chế biến, thì chỉ có những cái công ty như vậy thì các bạn mới có thể làm được cùng một chỗ thôi. Bởi vì công ty thường thì họ sẽ tuyển cả nam cả nữ mà, đúng không? Chứ các bạn đi làm quán ăn, quán phục vụ thì ít lắm, họ chỉ chọn một trong hai thôi, chứ ít ít khi mà họ chọn một cặp vợ chồng làm cùng một chỗ đó. Tiếp tục là một câu hỏi nữa của bạn Nhung Kinh Nhung, Nhung Kim Nhung đó. Thì bạn này có hỏi là: nghề xây dựng bữa nay lương tháng được bao nhiêu anh Long? Ok, thì câu trả lời của mình nó là hiện tại bây giờ mình rất là nhiều anh em sang bên này ấy, thì đang làm với cái mức lương là một tháng ăn rồi bỏ ra được tầm độ 25 triệu thôi, đó, 25 triệu quay đầu. Thì cái mức 25 triệu này thì đã gồm ăn uống, di chuyển đi lại rồi, có nghĩa là mình ăn rồi bỏ ra đó, ở rồi bỏ ra. Và là một tháng làm tầm độ 28 buổi, một ngày làm từ 14 tiếng trở lên, 14 đến 12 tiếng. Có nghĩa là 3 đến 4 tiếng tăng ca nhé. Công việc ở bên này thì cũng nắng gió, cũng hơi vất vả nếu mà các bạn đi theo những cái đơn công trường đó, nhưng mà làm rồi thì sẽ quen. Còn bạn Nguyệt Luxury này thì có hỏi là cho mình xin số Zalo, thì ok thì mình đã comment lại rồi. Thì bạn có xem được cái video này thì bạn có thể xem bên dưới nha. Và có một bạn là công thức bầu cua số 1 Việt Nam, nghe có vẻ lô đề mà lại hỏi đến cái chuyện là đi xuất khẩu lao động, thì không biết là đợt này lô đề như thế nào, cua cá ra sao mà đi hỏi lao động. Thì ok, cũng trả lời luôn là bạn này có hỏi là: anh ơi cho em hỏi là công ty nào tuyển thợ hàn nhôm không? Ok, thì tuyển thợ hàn nhôm thì cái đơn này chắc có đấy, chắc chắn có đấy, vì nó liên quan đến cơ khí. Ở bên Singapore này thì cơ khí liên quan đến xây dựng, bên này thì họ cũng xây dựng nhiều. Nên là nếu mà bạn có nhu cầu ấy thì chắc chắn là bạn muốn đi thì cũng đi được thôi. Nhưng mà bạn phải cố gắng tìm kiếm một cái đơn vị xuất khẩu lao động, đơn vị môi giới để họ tìm đơn cho bạn nhé, sao cho phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Tiếp theo thì có một bạn nữa hỏi là: ok, bạn Gordon Lee, ok, bạn Gordon nói một cái gì đó. Bạn Dương Hứa này có hỏi là: anh cho em hỏi là có đơn nào làm trong công xưởng không? Công xưởng thì chắc chắn là có rồi, công xưởng là người Việt Nam mình làm rất là nhiều bên này đó, đặc biệt là rất là nhiều những anh em từ miền Bắc mình nhé, đa phần là miền Bắc thôi, sang Singapore này đa phần là miền Bắc và nhiều nhất ở trong Nghệ An nhé, Nghệ An, Nghệ Tĩnh ấy. Có rất là nhiều những anh em làm bên này, bên công xưởng thì công xưởng phải đảm bảo về cái khoản gọi là thời gian làm việc, đó, thời gian làm việc tăng ca cũng ổn định. Nói chung làm cho công ty lớn thì không bị kiểu như ép vặt. Các bạn hiểu ép vặt là gì không? Ép vặt là nó phụ thuộc vào cái tâm sinh lý của cái ông chủ hoặc là cái người quản lý của mình. Chứ còn công ty thì ok, một người thì phải quản lý với số lượng lớn, nên là họ không không có thể tập trung vào được một ai đó để họ đi họ ép cả.
Các bạn hoàn toàn yên tâm đi theo những cái đơn hàng công xưởng hoặc công ty chế biến các thứ nhé, cứ theo quy trình mà làm thì ok. Bạn Bảo Nguyễn này có hỏi là đi Singapore lương bao nhiêu hả bạn? Lương thì nó vô kể lắm bạn, nó tùy thuộc vào đơn nhé, tùy thuộc vào cái ngành nghề bạn làm nhé. Ví dụ như là đi Singapore mà các bạn đi theo những cái diện gọi là kỹ sư IT thì lương của nó rất là cao, từ 6, 7 đến 8 ngàn cũng có. Nó rơi vào tầm 100 đến 150 triệu nhé, ăn rồi bỏ ra, và chế độ rất tốt, làm việc 8 tiếng, nghỉ 4 ngày trong một tháng. Đó. Còn nếu mà các bạn đi theo những cái đơn hàng, ví dụ như là phục vụ quán ăn, nhà hàng, trợ lý, bếp, các thứ, rửa bát, thì lương của nó rơi vào tầm độ ngàn 7, ngàn 8 thôi. Ăn rồi bỏ ra được ngàn 7, ngàn 8 là ok rồi. Ngàn 7, ngàn 8 thì nó rơi vào tầm độ tầm 30 triệu, 34 triệu đó, 30, 34 triệu. Còn ngoài ra có những cái đơn thấp hơn nữa, những bạn không may mắn cũng là cái đơn hàng mà bếp nước đấy, nhưng mà vào những ông chủ không tốt thì lương chỉ được tầm độ 25 cho đến 27, 28 triệu thôi đó. Ok à? Nó rất là nhiều nhá, nó còn phụ thuộc vào lương, còn phụ thuộc vào đơn hàng bạn đi nha, đơn khách sạn, nhà hàng nó lại khác nữa nhá. Đó. Thì các bạn muốn, bạn Bảo Nguyễn này muốn muốn tìm hiểu chi tiết thì bạn phải hỏi chi tiết nhé, từng đơn nào bạn đang muốn đi nhé. Bạn Thúy Nguyễn này hoặc là Thùy Nguyễn gì đó thì chắc là chị thôi, chị nhiều tuổi rồi, chị có nói, chị có hỏi là em ơi, con chị đang đi đơn chế biến thực phẩm ở Isakiwa có được không? Ở lương cơ bản là 154.000 yên trên một tháng, tăng ca đều có nhiều sân bay Việt Nam. Ok anh, nói chung là chị Thủy Nguyễn ạ, thì nếu mà đi Nhật thì với cái mức lương cơ bản như thế này là rất là tốt rồi, cộng với mức tăng ca các thứ nữa thì khá là ổn đó. Thì chị cứ bảo con là học học tiếng dần đi để vượt qua được những cái kỳ xét tuyển này, những cái kỳ sát hạch. Thì sang bên Nhật thì nó có ưu 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 điểm đó là sang bên đấy thì công việc nó nhiều, nói chung là đất nước Nhật là đất nước công nghiệp, công công việc nhiều. Cái thứ hai nữa là đã sang rồi thì ít nhất là nếu mà sức khỏe ổn định thì họ không bị cắt thẻ, không bị đổi việc một cách nhiều như ở bên Singapore này nhé. Thì có sức khỏe thì các bạn làm ít nhất được từ 3 năm và sau đó có thể lên 5 năm đó. Và sang bên Nhật thì cũng khá là ổn định, mình có thể căn cơ được cái mức thu nhập của mình rồi. Ví dụ đi trong 3 năm này được trong cái khoảng tầm bao nhiêu tiền là mình nắm chắc trong tay, nếu mà mình không bị trục trặc gì về sức khỏe nhá. Đó. Còn đi Singapore thì bấp bênh lắm. Đôi khi tiếng tăm mình không chắc ấy, rồi thì mình đi vội vàng quá, không tìm hiểu kỹ đơn ấy. Thì sau đây là sang làm có tầm độ 5 6 tháng hoặc là nửa năm hoặc cũng là 1 năm thì công ty hết việc, ông chủ hết việc, ông chủ thay người các thứ thì mình lại bị mất việc. Đó, bên bên Nhật, bên Nhật Bản thì mình đánh giá là cái tính ổn định của nó cao hơn nhá. Đó. Ok, đây là những cái comment gần đây nhất nhá. Mình chưa trả lời được thì mình sẽ làm cái video này mình trả lời. Hy vọng là các bạn là xem được cái video này thì các bạn có có được những cái thông tin ok nhất nhá. Ok, mình sẽ ngừng cái video tại đây. Xin chào và tạm biệt mọi người.